Đây anh chị thấy biển như ạ. Tính theo đường chim bay từ đây đi ra biển mất 100 m, nhưng mà đi theo đường bộ thì mất khoảng 200 cho tới 250 m thôi. Chuỗi khách sạn, nhà hàng mặt tiền đường Phạm Văn Đồng nằm góc bên này. Đó, đây là khách sạn Mường Thanh này. Khách sạn Mường Thanh nằm vị trí này. Bán kính trong vòng khoảng 1 km thì có đầy đủ rồi. Chợ, bệnh viện đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Dạ vâng, em Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục và review đến cho cô chú anh chị nhà mình một căn nhà sát biển. Căn này thì đi ra biển thì mất khoảng 200 m thôi. Sản phẩm ngày hôm nay rất là đẹp nha cả nhà. Một căn nhà có thiết kế là một trệt hai lầu và một sân thượng rất là lớn. Căn nhà ngày hôm nay thì có diện tích là 72,8. Nhà này có công năng là 4 phòng ngủ, 4 toilet và có khoảng sân phía trước khá là rộng, có thể đậu được ô tô. Từ đây đi ra biển mất 200 m thôi, nằm thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Đây là mặt tiền chính của căn nhà ngày hôm nay. Căn nhà này có bề ngang lên tới là gần 6 m, 5 m 58, đã có sổ hoàn công. Tổng xây dựng là lên tới là 252 m nha cả nhà. Thì em sẽ quay cụ thể và chi tiết đến cho cả nhà cùng xem. Thì căn này á, cô chú chị đang thấy thì cái đường hiện trạng phía trước á, là đường bê tông, đường này đường 7 m, thuộc đường Dương Hiến Quyền. Từ đây cách vị trí của đường đường này là đường Điện Phủ, đi ra chỉ có khoảng 50 m là đã tới rồi. Còn khu vực chợ dân sinh đầy đủ. Xét bên anh chị đang thấy thì gần như là khách sạn rất là nhiều nha. Đây là cái mặt tiền chính của căn nhà. Thì trước khi mà em quay vị trí, trước khi em quay chi tiết căn nhà này thì em sẽ quay khu vực dân cư xung quanh cô chú chị mình xem nhé. Đây, đây là thuộc đường Dương Hiến Quyền, này là đường tuyến số 2. Ở đây nó có hai đường Dương Hiến Quyền, nhưng mà mặt chính của bên kia là đường 13 m, còn đường bên này là đường hiện trạng 7 m thôi. Khu dân cư là đông đúc rồi. Em đang đi bộ ra phía mặt tiền đường Điện Phủ để cho cô chú chị cho mình nha. Đây cô chú anh chị, đường này thì ô tô đi thoải mái, đi vào tới nơi luôn. Đi ra biển thì có chút xíu nữa anh chị, mất khoảng 1 phút là ra tới biển rồi. Đây là khu vực của đường Điện Phủ nha cả nhà. Đây, đường Điện Phủ đây, chợ sẽ nằm góc bên kia. Chợ Điện Phủ, chợ Ba Làng sẽ nằm góc bên bên này, đi ra khoảng 50 m nữa là tới rồi. Đường này là đường hiện trạng mở rộng rồi. Anh chị có thể nhìn thấy là ngay góc kia là đã là biển rồi nha anh chị, biển đó, biển Phạm Văn Đồng, đi ra cực kỳ gần, 250 m là tới rồi. Căn nhà này có đơn giá khá là mềm nha anh chị, đơn giá 6 tỷ cho một căn nhà có thiết kế là một trệt hai lầu một tum. Em báo giá từ đầu video cho cô chú anh chị cho mình luôn để tiện theo dõi. Với những cô chú anh chị nhà mình đang tìm kiếm một cái sản phẩm, một căn nhà gần biển tại khu vực thành phố Nha Trang mà đơn giá dao động từ 6 tỷ quay đầu thì cô chú anh chị nên tham khảo căn nhà này. Đây là khu vực từ xa em đang đứng đây, căn nhà đây nha anh chị. Đó, căn nhà đó rất là đẹp, căn nhà màu trắng. Nhà đã có sổ hoàn công rồi nên cô chú nhà mà cô chú anh chị mình an tâm về vấn đề đó. Thì bây giờ em sẽ đi quay sâu hơn và chi tiết hơn cho cô chú anh chị cho mình xem. Căn nhà này có bề ngang là 5m56 nè, nó từ vách tường nhà mình kéo qua. Bên hông còn miếng đất trống nên căn nhà mình rất là thoáng, rất là mát nha cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, cửa cổng sắt làm rất là chắn chắn. Đối với những cô chú anh chị khi mà mình mua nhà bắt buộc thì về chúng ta sẽ phải có một vài chi tiết chúng ta phải sửa lại và làm lại theo ý muốn của chúng ta. Nhưng mà hiện trạng căn nhà này rất là đẹp. Gần như là xây dựng vẫn còn rất là mới. Đây là cái vị trí của để xe xe máy nha anh chị. Đây góc này. Nhà này có diện tích là 72,8 m². Tổng diện tích xây dựng là 252 m thì có rất là nhiều chi tiết. Ở phía dưới đây nó sẽ có một phòng khách, một phòng bếp và một toilet nha. Anh chị đang xem thì em sẽ quay cụ thể chi tiết từng góc riêng nha cô chú anh chị nha mình. Đây nè, có thiết kế một cái đèn chùm với phong cách làm kiểu tân cổ điển, phong cách châu Âu rất là đẹp. Đây là vị trí của phòng khách. Từ đây có thể anh chị để một cái bộ ghế sofa nhìn thẳng bên đây. Khu vực này để một cái tivi được ốp gỗ trên này rất là đẹp nha anh chị. Đó, với cái phong cách này thì mình Tông rất là thích luôn. Với một căn nhà gần biển mà đơn giá chỉ 6 tỷ thôi nha cả nhà, cực kỳ rẻ. Tới với cái khu vực này hiện tại đơn giá ở khu vực này rơi vào khoảng là 130 cho tới 160 triệu một mét vuông, tính riêng tiền đất không tính tiền nhà nha cả nhà. Thì cô chú anh chị nhà mình có thể nhân lên và biết được cái căn nhà nó rẻ như thế nào.
Hiện tại bên Đông cũng đang có một miếng đất ngay vị trí này luôn, gần này có 80 mét vuông thôi mà đơn giá đã lên tới là 10 tỷ rồi. Thì mà căn nhà này 72,8 mét vuông mà đơn giá chỉ có 6 tỷ thôi, giá còn bớt nhẹ thêm cho cái nhà mình luôn. Đồ gỗ sử dụng đồ gỗ rất là nhiều nha anh chị, cửa nhà mình lại sử dụng cửa gỗ hết, gỗ đặc hết. Đó, từ đây mà em nhìn ra ngoài vị trí trước này, góc bên này là vị trí của khu vực để ghế sofa. Hiện tại nhà này không có nội thất, chỉ bán nhà thôi, và anh chị nhà mình mua có thể setup thêm nội thất, bỏ thêm khoảng 250 nữa là mua thêm một vài cái nội thất cơ bản của một căn nhà, anh chị setup vào thì sẽ rất là đẹp. Đây phòng khách, đây để một ghế sofa, bên này có tủ, đi lên lối cầu thang thì sẽ có một cái tận dụng cái góc riêng để làm một cái tủ kệ. Đây sử dụng gỗ công nghiệp làm đó, tường được ốp gỗ hết, ốp gỗ này anh chị này. Ốp gỗ, bên đây có một cái bộ tranh, bộ tranh trên tường là thiết kế hoa văn cực bài bản và cực đẹp luôn, những con hạt. Rồi thì bây giờ em sẽ tiếp tục quay một cái vị trí rất quan trọng cho một căn nhà, đó là gian bếp. Thì đối với một cái căn nhà, gian bếp là cái cực kỳ quan trọng đối với một gia chủ. Thì chủ nhà ngày hôm nay họ setup một cái gian bếp không gian mở nè, cô chú anh chị đang thấy nha, không gian mở. Phía dưới đây có một cái góc riêng để làm một cái chi tiết hoa văn cho cái căn nhà mình, nó rất là sinh động và nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây một cái bộ tranh dán tường được ốp vào tường cực kỳ đẹp luôn. Đây gian bếp của nhà mình đây. Phía dưới này chỉ dành riêng một gian bếp, một phòng khách và một toilet thôi nha cả nhà. Đó, em sẽ quay chi tiết hơn, rõ hơn đến cho cô chú anh chị. Thì căn nhà này cũng xây dựng khoảng là 5 năm rồi. Nếu mà căn nhà này xây khoảng 5 năm thì gần như kết cấu xây dựng cũng khá là ổn, thì mình tổng đánh giá thì rất là ổn. Sẽ có một vài chi tiết nó sẽ không còn mới và không còn đẹp. Thì căn nhà này cũng để có một lần tu sửa rồi nha cả nhà. Em cũng xin nói rõ đến cho cô chú anh chị nhà mình, để có một lần tu sửa cách đây khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thôi. Thì với những cô chú anh chị nhà mình mua với căn này thì phải bỏ ra một số ít tiền rồi chúng ta làm thêm. Đây không gian của bếp đây. Ở góc này sẽ nhìn rõ hơn nha. Bên này được ốp tường hết đầy đủ nha cô chú chị. Ốp gạch men lên rất là cao và có một số tranh ảnh. Bên này còn là cái không gian ốp tường này, một số hình ảnh hồ nước làm cho cái nhà mình nó phong thủy nó tốt hơn. Góc riêng này có thể trồng bông ở trong nhà luôn nha cả nhà. Cực kỳ đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay cho anh chị cho mình cái toilet ở phía dưới. Đây, cái toilet của căn nhà này nó rất là bài bản nha. Nhìn phong cách nè, anh chị nhìn thấy hoa văn rất là đẹp nha. Sử dụng những cái nội thất và những cái vật dụng nó rất là tốt. Đây, em sẽ mở rõ cho anh chị cho mình coi. Nhà này có 4 toilet và có 4 phòng ngủ nha anh chị. Đây là vị trí của lối cầu thang. Cái lối cầu thang đó có bề ngang thì rơi vào khoảng 1m2. Từ đây đi lên phía trên, nhà có thiết kế là 3 tầng thì đi lên khá là cao, nhưng mà nhà này không có thang máy nha cả nhà. Đây được lót gạch nè, lót gạch rất là đẹp, được dán tường. Với cái không gian ngay vị trí này, hiện tại là chủ đang dán tường với cái phông nền màu xanh, thì cô chú chị nhà mình không thích cái phông nền này, anh chị có thể bỏ đi và mình ốp lại một cái tông màu trắng rồi cho nó hợp với cái nhà mình luôn. Gần như nhà mình là sử dụng tông màu trắng này chủ đạo nha cả nhà. Đây là vị trí của lối hành lang của tầng 2. Thì vị trí của tầng 2 nó sẽ có cho anh chị nhà mình là hai phòng ngủ. Mỗi phòng rơi vào khoảng là 33 mét vuông cho tới 35 mét vuông, có ban công, một hướng là hướng hướng phía trong quay về núi Cô Tiên, một hướng là hướng quay ra biển nha cả nhà. Đây phòng này nó sẽ có cho anh chị là một cái toilet trong đây. Rất là đẹp ha. Có kính trắng đầy đủ hết. Nhà này gần như là sử dụng rất là ít nha. Nên cô chú anh chị cho mình mua về còn rất là nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng được. Nhà này không có nội thất cơ bản, chỉ có để nhà thô như thế này thôi anh chị. Đây, không gian ở phía trong một cái phòng có đèn chùm ở vị trí riêng để bắt máy lạnh. Đó, sàn được lót gạch rất là đẹp. Vị trí bên này sẽ là vị trí của đó là cái ban công nha anh chị. Đây ban công. Ban công sẽ nhìn ra này. Góc bên này sẽ là chợ nè. Bên này đi bộ đi chút xíu là chợ rồi. Góc bên này sẽ là núi Cô Tiên này cô chú anh chị. View bên này sẽ là view của núi Cô Tiên.
Hướng bên này thì gần như là khách sạn rất là nhiều nè. Đứng đây có thể nhìn thấy luôn khách sạn Boston rồi đầy đủ. Xe neo bay có thể thấy luôn nha cô chú chị. Rồi em sẽ tiếp tục quay cho anh chị nhà mình thêm cái phòng bên cạnh. Thì gần như là phòng nào cũng có toilet phía trong hết nha cô chú chị. Đây, phòng bên đây cũng vậy, diện tích cũng tương đối là 30 m². Phía trên thì ốp tường có đèn chùm như thế này, cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây là vị trí của ban công phía sau đây. Đây anh chị ha, cái góc bên này là gần như là khách sạn xây rất là nhiều nè. Khu vực nhà dân. Mặt bên này là mặt tiền biển đường Phạm Văn Đồng rồi, em sẽ đi lên vị trí của tầng 3 và cho anh chị mình xem cái view biển luôn. Căn này đứng thấy biển luôn nha cô chú anh chị. Đơn giá thì có 6 tỷ thôi. Thì giá chỉ có 6 tỷ cho một căn nhà sát biển rất là rẻ rồi đó anh chị ạ. Đây vị trí của toilet nha, em sẽ quay nhanh cho cô chú anh chị mình. Tiếp tục em sẽ đi lên vị trí của tầng 3. Tầng 3 thì em sẽ quay nhanh hơn cho cô chú anh chị nhà mình xem để anh chị nhà mình khỏi bị nhàm chán nha. Rồi, góc bên này sẽ là một phòng ngủ, một toilet và một phòng ngủ lớn bên này, phòng master, phòng khá lớn. Riêng phòng này ở trên tầng 3 nó sẽ không có toilet trong nha cô chú anh chị. Bạn phải sử dụng cái toilet ở phía bên này. Trên tầng này sử dụng một cái toilet chung, không có toilet riêng của từng phòng. Càng lên cao thì cái view nó sẽ càng đẹp. Góc bên này nè, anh chị thấy ha. Cứ lên mỗi tầng thì nó sẽ cao hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Đứng này thấy rõ luôn. Càng lên cao thì thấy rõ xe đi bay nằm góc này. Và khách sạn nè, nguyên một cái chủ khách sạn mặt tiền đường Dương Hiến Quyền nha cả nhà. Đây, bây giờ em sẽ cho cô chú anh chị mình xem tiếp tục cái view của phòng này. Đây là cái toilet nha anh chị. Toilet đây. Với anh chị nhà mình á, có thể sử dụng cái phòng nhỏ như này, có thể làm cái không gian thờ. Và gần như là nhà này sẽ có 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Còn nếu như không có sử dụng không gian thờ thì setup cái này thành một cái phòng ngủ luôn. Thành như là nhà này không có 4 phòng ngủ. Đây anh chị thấy biển như vậy. Tính theo đường chim bay từ đây đi ra biển mất 100 m, nhưng mà đi theo đường bộ thì mất khoảng 200 cho tới 250 m thôi. Chuỗi khách sạn, nhà hàng, mặt tiền đường Phạm Văn Đồng nằm góc bên này. Đó, đây là khách sạn Mường Thanh này. Khách sạn Mường Thanh nằm vị trí này. Bán kính trong vòng khoảng 1 km thì có đầy đủ rồi. Chợ, bệnh viện đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Chuỗi khách sạn nằm dọc theo đường Phạm Văn Đồng. Đó, góc này anh chị đứng nhìn thấy luôn nè, cô chú anh chị. Mà đơn giá thì chỉ có 6 tỷ cho một căn nhà như thế này. Quá rẻ. Rồi bây giờ em sẽ quay cái cuối cùng là cái sân thượng cho cô chú chị nhà mình nha. Ở sân thượng nhà mình nó sẽ có hai cái sân thượng, mặt trước và mặt sau, và nó có một cái tôm ở giữa. Thì cô chú chị nhà mình có thể set up một cái vị trí để ngồi ăn uống hoặc là mình làm theo cái view của mình thích thôi. Đây anh chị, khu vực sân thượng như này rất là đẹp nha. Cô chú chị và mình có thể trồng thêm cây cảnh ha gì đó trên đây, tùy theo cái ý thích của chúng ta. Mà muốn chúng ta muốn làm gì cũng được. Lên cao nó rất là mát, rất là đẹp, nhìn rõ cực kỳ luôn này cô chú anh chị. Đường thông nha anh chị, đường này là đường trước nhà nè, đường 7 m đi thẳng ra tới biển luôn. Đây em sẽ quay rõ hơn cho anh chị và mình xem nè. Càng lên cao càng nhìn thấy view biển á, rất là rộng nha. Rồi bây giờ em sẽ quay mặt phần còn lại đến cho cô chú chị nhà mình xem. Hiện tại nếu mà cô chú chị muốn tìm một cái nhà tại gần biển thì em nghĩ là cô chú chị nhà mình nên mua cái sản phẩm này. Rất là đẹp, rất là tiềm năng. Kể cả về đơn giá sẽ rất là rẻ rồi cô chú chị. Đây biển nha cô chú chị. Chủ nhà hàng khách sạn đầy đủ sẽ nằm mặt phía bên này. Nhà này thì có hướng chính tây nên buổi chiều nó sẽ khá là nắng. Còn phần còn lại thì kết cấu xây dựng hay gì đó thì bên trong thấy nó rất là đẹp rồi cả nhà. Chia ra cái đơn giá của cái căn nhà này nó chỉ có 82 triệu cho 1 m². Tính luôn cả nhà nha cô chú chị, em đang chia cái đơn giá là 6 tỷ chia cho 72,8 m²,
nó chỉ có 82 triệu cho một mét vuông thôi, rất là rẻ so với về đơn giá đất ở cái vị trí này. Đơn giá này rất là rẻ rồi, cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị cho mình đầu tư luôn. Cam kết mua căn nhà này sẽ có lợi nhuận đến cho cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ Minh Tông cũng xin kết thúc video. Thì cũng rất mong tìm được một nhà đầu tư hữu duyên sẽ sở hữu được cái sản phẩm ngày hôm nay, và cũng rất mong hợp tác được đến cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhà mình mong muốn đầu tư hoặc mong muốn ký gửi bất động sản cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi và cũng như là đi review những sản phẩm của chú anh chị để ký gửi và giúp cô chú anh chị nhà mình thanh khoản sản phẩm một cách tốt nhất. Thì rất mong được hợp tác và làm việc chung với tất cả cô chú anh chị nhà đầu tư. Thì giờ mình ta cũng xin kết thúc video tại đây, xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.